bạn đến với kênh Thế Giới Ma Vạch. Hôm nay chúng mình sẽ tiến hành giới thiệu và demo mới ma vạch Godess AS520. Thì Godess là một hãng sản xuất ma vạch rất là bền và uy tín của Đài Loan. Hôm nay chúng mình sẽ tiến hành kiểm tra xem em AS520 này hoạt động như thế nào nhé. Đầu tiên là máy thuộc dòng máy in đĩa bàn, in được số lượng tem nhãn từ nhỏ đến trung bình, cho nên rất phù hợp với lĩnh vực bán lẻ như là shop thời trang, mỹ phẩm, áo quần, quán trà sữa hay là siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi. Máy cũng có thể chứa được cuộn mực dài đến 300m, cho nên thời gian sử dụng rất là lâu, tránh thao tác thay lớp mực thường xuyên. Độ phân giải của máy là 203 dpi. Máy có thể in ổn định đối với những tem nhãn không có những ký tự hoặc là chữ số quá nhỏ chi tiết. Thì chiều dài của đầu in là 4 in, cho nên bạn có thể sử dụng những tem nhãn có kích thước hay là khổ rộng đến 105 mm. Ngoài ra bộ xử lý của máy rất là mạnh, 300 bit kết hợp với tốc độ in nhanh 6 in/s, khiến cho máy lúc chạy rất là mượt. Cộng kết nối của máy là USB và Ethernet, cho nên rất dễ dàng tích hợp với nhiều thiết bị. Bây giờ tụi mình sẽ tiến hành in để cho các bạn xem kiểm tra chất lượng của em ấy như thế nào. Vâng, như các bạn đã thấy thì là tốc độ in rất là nhanh. Ngoài ra thì là chi tiết trên tem nhãn cũng rất là sắc nét. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi thông tin chi tiết hay thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi, công ty Thế Giới Ma Vạch, để được tư vấn miễn phí. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.